Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay uh, Kiên sẽ tiếp tục phần 3 là hướng dẫn uh, cho chúng ta làm sao cái uh, để uh, chúng ta tải uh, về cái nhạc uh, beat uh, theo ý của chúng ta. Thì thường chúng ta sẽ uh, vào uh, Google Chrome hoặc là Safari ha. Chúng ta sẽ gõ uh, beat uh, chẳng hạn như là con đường sư beat, con đường xưa em đi xong rồi gõ thêm chữ bit thì nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái trang chẳng hạn như là nhạc của tôi chúng com này gọi nhạc của tôi này đó nó đòi hỏi chúng ta là phải làm theo một số cái đòi hỏi của cái cái trang web này đó một số tải về thì nó đơn giản ha đó sau khi tải về rồi thì chúng ta sẽ vô cái uh, mục tệp. Chúng ta chọn uh, gần đây này, đây còn được CMD này, chúng ta nghe thử này. Đó. Đó là một cách, nhưng mà nếu mà để chúng ta tải theo cái ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Uh, cách thứ hai là chúng ta sẽ uh, tải À, ghi hình lại cái video à, trên uh, YouTube đó chúng ta sẽ uh, vô YouTube Rồi để ta gõ cái uh, cái uh, karaoke con đường CMD con đường CMD karaoke OK rồi chúng ta sẽ chọn bất kỳ ha rồi giờ vô tự tải cái này coi Giờ thấy quảng cáo đó Rồi, ta bấm ngưng, ta bấm ngưng, ta chở nó lại từ đầu nha Rồi, chúng ta sẽ gạt ở dưới à, cái điện thoại Gạt lên để nó ra thành công cụ Thì chúng ta sẽ chọn vô cái mà nó đang nhấp nháy đỏ Rồi, cái phím tắt bụng à, là ghi màn hình ấy, à, Một số điện thoại chúng ta không có thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta vô cài đặt Ta sẽ vô cái à, trung tâm điều khiển Đó thì ở cái đây nó sẽ có hai ô nè ô phía dưới ghi dấu cộng có nghĩa là chúng ta sẽ cộng đưa nó ra, còn cái nào mà nó có ra rồi ấy, thì nó sẽ lên trên và nó có cái dấu trừ ha. À, ví dụ như kinh muốn bỏ cái này đi này, nó xóa, thì nó sẽ chạy cái bỏ thức xuống dưới ha. cũng như vậy giống như cái ghi ghi màn hình kinh đã đưa lên trên rồi đó, thì bây giờ nó sẽ có. còn ai chưa có thì chúng ta đưa lên bằng cách giống như kinh chọn cái bấm giờ này, này, đó, thì nó sẽ chạy lên trên và nó sẽ có nha lúc này đó ở cái phim tác vụ của chúng ta làm là nó đang có đây ha rồi chúng ta à, đó là cái cái dấu ghi màn hình tại vì kim đang ghi màn hình thành ra nó đang nhấp nhấp đỏ ha thì chúng ta nhấp vào đó nhưng mà chúng ta nhớ là khi chúng ta tải biết thì chúng ta phải nhấn giữ nó rồi chúng ta tắt cái micro này đi đó để nó không có thu những cái âm thanh bên ngoài micro của cái điện thoại mình nó thu vô nha, ta phải tắt nó đi. rồi chúng ta chỉ bấm vô thì nó sẽ có khoảng 3 bốn giây là bắt đầu nó bắt đầu, thì nó khi bấm nó bắt đầu á thì ở trên đầu màn hình đây này, này nó có cái, cái cái gạch màu đỏ ở trên đầu ha, rồi bắt đầu chúng ta bấm thu thì chúng bắt đầu chúng ta sẽ bấm play bài. rồi ta ví dụ nha, tại vì chúng ta đang làm như vậy là chúng ta <laughs> à, vi vi phạm đấy nha, thành ra kiên chỉ có nói sơ sơ ý như vậy thôi nha. Rồi chúng ta sẽ gạt xuống dưới và chúng ta sẽ bấm ngưng. Ok sau khi mà chúng ta tải về rồi á, chúng ta sẽ vô phần ảnh, à, phần ảnh ha, chúng ta sẽ à, được cái video đó. Nhưng mà bây giờ là nó là hình ảnh nên chúng ta sẽ không có đưa nó vô trong cái phần mềm CapCut được. Đó. Thì chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nhỏ kế tiếp để chúng ta sẽ chuyển đổi video nó thành audio nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái mục tìm kiếm này ha. Của iPhone chúng ta sẽ gọi là phím tắt. Rồi bây giờ kia đã làm một cái trước chỉ còn audio thì chúng ta sẽ xóa này đi kinh sẽ làm lại cho quý vị cùng theo nha rồi bây giờ chúng ta kin sẽ làm hết sức từ từ nha rồi ok ở trên đầu chúng ta nhấn vô dấu cộng ta nhấn vô ba chấm ở chỗ mà cái hàng chữ phím tắt mới xong cái đó ta đặt cái tên ha tên của phím tắt này là gì thì chúng ta chỉ ghi là audio đi ha audio only nha chỉ còn Audio. Rồi ở dưới đây thì chúng ta cái hàng đầu tiên là bảng trong bảng chia sẻ chúng ta sẽ bật lên. Rồi chúng ta sẽ nhấn vô cái hàng loại bảng chia sẻ. Ta nhấn vô đây. Ta sẽ bỏ chọn hết. Rồi ta chọn vô cái phương tiện thôi. Rồi ta nhấn uh, trở lại. Xong rồi đó ta nhấn nút xong. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ nhấn dấu cộng vào đây. Ta chọn vào cái phương tiện đây này, này. Rồi. Ta sẽ kéo xuống dưới cuối cùng. Ta chọn một cái mã hóa phương tiện. Rồi. Ở chỗ cái mục hiển thị thêm chúng ta nhấn vào. Sau khi đó chúng ta sẽ cửa chọn là chỉ âm thanh nha. Thì ở đây nó có cái định dạng M4A. Với lại cái AIFF thì chúng ta sẽ chọn một cái định dạng của cái iPhone ha. âm thanh nha thì nó mới à, à, cho chúng ta ép cái cái audio vô cái phần mềm được rồi cái tiếp là chúng ta sẽ nhấn vô dấu cộng ta sẽ rồi ở đây cái nút tắt tắt này đi ta nhấn vô tài liệu rồi kế tiếp là chúng ta sẽ nhấn vô lưu tệp rồi tất cả mọi thứ ta kiểm tra xong hết rồi ha ta nhấn lại cái ba à, chấm này coi coi kiểm tra lại coi ở dưới cái mục mà chỉ cho phép à, à, cho phép chỉ còn audio truy cập nè Dropbook với lại iCloud driver ha, ok xong, ta nhấn nút xong, ở ngoài ta nhấn nút xong luôn, ok coi như là chúng ta đã xong cái cái bước mà để chúng ta uh, lấy audio ha, rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái màn hình, à, chúng ta sẽ vô ảnh, ta vô lại cái uh, cái video mà chúng ta đã tải về đó, rồi ok ta nhấn vào cái nút mũi tên ở dưới góc trái cuối cái điện thoại này, này Cái nút chia sẻ đó, nhấn vào đây. Sau đó ta kéo nó xuống tại vì thấy cái mục mà chỉ còn audio đó ha. Là chúng ta nhấn vào đây. Đó thì lúc này nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái thư mục nào đó thì chúng ta cũng không cần quan tâm à, là để đâu để đâu cũng được và cũng có thể đưa vô phần mềm được nhưng mà chúng ta nên à, ưu tiên vô cái phần mềm à, của cái Raven File Transfer này ha rồi ta nhấn vô đây rồi ta nhấn vô cái, cái cái tên để chúng ta đặt tên lại nè à, con đường xưa em đi biết nữ nha ok tôi nhấn xong tôi nhấn lưu rồi chỉ còn nào điều ok ha rồi bây giờ ta sẽ vô lại cái phần mềm garabin ha đó bây giờ chúng ta ở cái phiên làm việc này thì chúng ta sẽ bất kỳ ha như một bữa một số cái thao tác ở trong đây để chúng ta đưa âm, âm thanh vô thì nếu mà quý vị nào mà chúng ta chưa có nắm được thì chúng ta vui lòng coi lại phần 2 nha rồi, tôi nhấn vô nhạc cụ này. Không cần bài chấm sát nè, tôi nhấn vô cái cái cài uh, đặt bài hát nha. Rồi tôi chọn vô cái uh, thức thời gian nè, cho nó auto ha. Tôi ta nhấn xong. Xong rồi đó tôi nhấn vô những uh, cái cục xếp gạch bên đây để cho nó 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 cuộn lại. Rồi. Rồi tôi nhấn vô cái số một đỏ tí nè. Ở cái, cái, cái đây. Đó, có nghĩa là nó mới có một cái mới đó. À, phải thứ ba đó. Rồi, tôi nhấn vô đây chọn vào đây đó rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lên nè đó tại sao tại sao mà nó có một số những cái âm thanh nó khác với bên ngoài chúng ta sẽ tắt cái này đi ha bánh vâng gác ta nhấn vô cái bánh xe ta chọn điều khiển rảnh rồi bắt đầu từ ở cái hàng thứ hai mà trình cấm EQ á ta nhấn vô đây ta tắt hết những cái này đi tắt nha tại vì cái beat mình đưa vô á lúc này chúng ta chỉ cần giữ lại nguyên bản gốc ha lúc này chúng ta chỉ cần là mở lớn hoặc nhỏ ở cái âm lượng rãnh này thôi rồi để mà chúng ta khi mà chúng ta thu âm trên cái nền này chúng ta vẫn muốn giữ được cái độ lớn của nó thì nhấn vô cái trình cắm EQ tôi nhấn vô sửa xong rồi ở cái tác vụ mà nó ghi chữ không có nè chúng ta nhấn dấu cộng rồi ta qua cái mở rộng audio unit này xong rồi ta chọn cho chúng ta là cái một cái limiter ha cái này này au pick à, limit ok ta đặt ở đây để cho sao để nó không có vượt qua ngưỡng những cái ngưỡng âm thanh mà đây nè ở bên limit tinh à mau nè nó đang đặt số không này ha nên nó chỉ tới số không là nó nó sẽ cắt nó không làm bị bể âm thanh nha rồi ta nhấn xong đó bây giờ ví ta sẽ mở lại âm thanh nha đó, hay chúng ta không, chúng ta mở lớn nó nó cũng bị bể. Nhưng mà để lớn mới mức vừa 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 đúng thôi, chứ không là nó biến dạng nha. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành trong phần tải cái bit, cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ tải ở bit mp 3 ở trên các cái trang web. Cái thứ hai là chúng ta sẽ ghi hình màn hình để chúng ta sẽ lưu lại cái audio trên cái video mà chúng ta À, à, thích ưng ý nhất à, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xin hẹn cả nhà ở một phần tiếp theo nếu thấy hay hãy like và đăng ký và chia sẻ đến bạn bè cùng xem nha quý vị à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho Trung Kiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại.